Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, tháo gỡ các vướng mắc về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đặt ra nhiều ý kiến về những vướng mắc và đề xuất tháo gỡ. Cụ thể, các doanh nghiệp thuê mặt bằng ở các tòa nhà hiện hữu trước đây đã được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy để phù hợp với yêu cầu hoạt động thì phải cải tạo, sửa chữa và được thẩm duyệt nghiệm thu lại theo tiêu chuẩn hiện hành. Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhiều khu công nghiệp hiện nay có quỹ đất khan hiếm, các doanh nghiệp sẽ xây xưởng cao tầng, nên khi làm thủ tục thẩm định lỗ thông tầng, làm theo kiểu khoan chống cháy sẽ không hợp lý. Các thủ tục xét duyệt, nghiệm thu còn nhiều vướng mắc, chủ đầu tư cần đối thoại trực tiếp sẽ tốt hơn là giao cho các đơn vị tư vấn phòng cháy chữa cháy do mỗi đơn vị tư vấn một kiểu để cải tạo sửa chữa theo quy định mới. Việc khó khăn nhất là không được gây ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Việc này cũng cần sự đồng thuận của các đơn vị cho thuê và nhiều cơ quan quản lý xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng. Bà Lê Thị Giàu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây băn khoăn, những quy định phòng cháy chữa cháy mới làm cho doanh nghiệp ít nhiều cảm thấy rối ren, tốn nhiều thời gian, chi phí để thực hiện. Bên cạnh đó, bà Giàu cho rằng bây giờ yêu cầu doanh nghiệp phải có bãi đổ xe phòng cháy chữa cháy là điều không hợp lý với doanh nghiệp trong khu công nghiệp và cần có bể nước phòng cháy chữa cháy cũng khó khả thi, gây lãng phí khi trong khu công nghiệp đã có hạ tầng chữa cháy. Trả lời những băn khoăn của doanh nghiệp, Thiếu tá Đoàn Từ Lập, Trưởng phòng thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy cục C07 Bộ Công an giải đáp, đối với các nhà xưởng, nhà kho xây dựng trong các khu công nghiệp, khu chế xuất có hạ tầng về cấp nước chữa cháy ngoài nhà thì có thể được xem xét sử dụng hạ tầng cho cung cấp chữa cháy ngoài nhà. Còn đối với chữa cháy trong nhà, căn cứ theo tiêu chuẩn hiện hành có thể phải trang bị hỏng nước chữa cháy trong nhà và hệ thống chữa cháy tự động nếu có. Bên cạnh đó, không phải tất cả các nhà và công trình đều phải nâng bật chịu lửa. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận trách nhiệm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh khi để cho các doanh nghiệp bức xúc khúc mắc về quy định phòng cháy chữa cháy và không an tâm trong tổ chức sản xuất, mở rộng sản xuất nhiều thời gian qua. Lãnh đạo thành phố cũng đã chỉ đạo đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để an tâm sản xuất. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh, sắp tới mỗi sáng thứ năm hàng tuần, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp doanh nghiệp tại phòng PC07 để giải đáp những thắc mắc về các quy định phòng cháy chữa cháy. Lực lượng sẽ hướng dẫn một cách đầy đủ về quy định liên quan. Đó là các vấn đề về kết cấu nhà xưởng, công trình, vật liệu cháy, lối thoát nạn, hệ thống, bể nước để chúng ta thống nhất với nhau, hiểu cho đúng và thực hiện cho đủ. Chỉ trong vòng 18 tháng đã có 3 quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy áp dụng cho nhà ở và công trình được ban hành. Cụ thể, ngày 6 tháng 4 năm 2020, Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 01/2020 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2021, Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 02/2021 về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thay thế cho quy chuẩn QCVN 06/2020. Tiếp đó, ngày 30 tháng 11 năm 2022, Bộ Xây dựng tiếp tục ban hành thông tư số 06/2022 về việc ban hành quy chuẩn QCVN 06/2022. Nhiều ý kiến cho rằng, việc thay đổi liên tục các quy định về quy chuẩn kỹ thuật này gây khó khăn cho người dân trong việc áp dụng các quy định. Liên quan tới việc này, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cho hay, qua thời gian áp dụng thực tiễn cho thấy, một số quy định cũ không còn phù hợp. Do đó, các cơ quan đã xây dựng và áp dụng các quy định mới. Mới nhất, nội dung QCVN 06/2022 có nhiều điểm mang tính tháo gỡ các quy định khó thực hiện về phòng cháy chữa cháy mà doanh nghiệp còn vướng mắc. Trong quá trình thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy, Bộ Xây dựng và Bộ Công an liên tục tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân để sửa đổi, bổ sung các quy định của quy chuẩn, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết, thời gian qua, nhiều tổ chức doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nêu khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nhất là các công trình sử dụng sơn chống cháy. Qua trao đổi, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nhận thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn tới khó khăn nêu trên là do đơn vị tư vấn chủ đầu tư chưa nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, lựa chọn nhà thầu có năng lực hạn chế, dẫn tới chưa thực hiện đúng quy định. Còn đối với các trường hợp
Các dự án, công trình đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định sơn chống cháy theo quy định, Nghị định số 79/2014 của Chính phủ, trước ngày 10 tháng 1 năm 2021, thì tiếp tục sử dụng kết quả kiểm định đó để thực hiện nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy cho dự án công trình. Đối với các dự án, công trình, lập hồ sơ thiết kế và thực hiện thẩm duyệt sau khi Nghị định số 136/2020 của Chính phủ có hiệu lực, từ ngày 10 tháng 1 năm 2021, phải có hồ sơ thiết kế chịu lửa cho kết cấu chịu lực của công trình là cơ sở để lựa chọn giải pháp bảo vệ, chống cháy cho kết cấu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hoặc tập hợp số liệu phục vụ, thiết kế đã được xây dựng theo quy định. Chủ đầu tư nộp hồ sơ thiết kế chịu lửa, định hướng giải pháp bảo vệ chống cháy cho kết cấu công trình và các thành phần hồ sơ khác đến cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền để thực hiện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, căn cứ kết quả kiểm định mẫu kết cấu đã được thử nghiệm, kiểm định, kiểm chứng, nhà thầu tổ chức thi công, bọc, bảo vệ chống cháy cho kết cấu chịu lực của công trình theo hồ sơ thiết kế và thực hiện nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Dù đã trải qua nhiều lần thay đổi quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy còn nhiều bất cập, hệ thống karaoke gặp khó nhưng đơn vị quản lý cũng gặp khó không kém. Thượng tá Nguyễn Văn Nhất, Phó trưởng Công an quận 1, tại tọa đàm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để dịch vụ karaoke hoạt động lành mạnh an toàn tổ chức vào sáng mùng 7 tháng 4 cho biết, lý do hiện nay các quy chuẩn đối với các cơ sở karaoke thay đổi liên tục bắt nguồn từ thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Chưa kể, có một số cơ sở thiếu ý thức kinh doanh nhiều loại hình cấm, khi có sự cố xảy ra thì thiệt hại rất nghiêm trọng. Tuy vậy, ông Nhất cũng nhìn nhận với quy định mới về phòng cháy chữa cháy, sở karaoke. Nhiều hạng mục đã được nghiệm thu đưa vào hoạt động, nhưng khi có quy định mới thì phải nghiệm thu lại. Chính vì thế, ông Nhất cho rằng nên nghiên cứu đề xuất các phương án tháo gỡ, nhất là khi thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất có những cơ chế chính sách đặc thù vượt trội để thúc đẩy phát triển xã hội. Thượng tá Nguyễn Văn Nhất thông tin, những tiêu chuẩn quá khó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và người lao động. Từ những khó khăn đó dẫn đến doanh nghiệp có nhiều bức xúc, có doanh nghiệp lén lút hoạt động. Ông Huỳnh Văn Cường, chủ hệ thống Karaoke Star cho biết, những quy định mới của phòng cháy chữa cháy quá khắt khe và khó áp dụng vào thực tế, thậm chí cao hơn so với các nước trên thế giới. Bằng chứng là từ Bắc tới Nam, hàng trăm doanh nghiệp phải đóng cửa vì không đáp ứng nổi, chưa kể các doanh nghiệp karaoke đang gặp quy định, chồng quy định. Những hướng dẫn khắc phục các hạng mục của phòng cháy chữa cháy cũng không được hướng dẫn đồng bộ một lần, từ phường tới quận. Lắng nghe những góp ý kiến từ doanh nghiệp và cơ quan các quận huyện, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng phòng PC07 nhìn nhận, đặc thù loại hình này có chứa nhiều chất cháy, truyền nhiệt nên dễ phát sinh nguy cơ cháy nổ, cho nên pháp luật có quy định, đây là loại hình kinh doanh, có điều kiện, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy rất cao, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng cháy chữa cháy mới được hoạt động. Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn có 53 cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện an toàn hoạt động, nhưng chủ yếu ở quy mô nhỏ và ngoại thành. Với những cơ sở đã sửa chữa phòng cháy chữa cháy nhưng chưa được hoạt động trở lại là do chưa tuân thủ quy định về thẩm duyệt thiết kế. Cũng có trường hợp có làm hồ sơ nhưng thiết kế không đạt yêu cầu. Đại tá Huỳnh Quang Tâm cũng khẳng định, cơ quan chức năng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp karaoke. Thời gian qua, thành phố đã có nhiều nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho loại hình kinh doanh này. Như tổ chức tọa đàm lắng nghe doanh nghiệp nói, đối với những khó khăn vướng về tiêu chuẩn quy định, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản kiến nghị C07. Bộ Công an áp dụng việc thẩm duyệt lại các cơ sở với tiêu chí cơ sở đưa vào hoạt động ở thời điểm nào thì áp dụng quy định vào thời điểm đó. Đối với cơ sở thay đổi nhỏ đã thực hiện thiết kế nghiệm thu rồi thì không phải thẩm duyệt lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!